chào cả nhà, cả nhà có khỏe không? Các bạn, mình gói bánh tét đó các bạn, để ăn Tết nè cả nhà. Cả nhà mua nếp rồi mua lá chuối về gói bánh tét nhân mỡ với nhân chuối, còn cái này là nhân ngọt. Cả nhà thấy gói đầu nhỏ nhỏ dễ thương ha. Tại mình rảnh đó, thì chị mình ở nhà bày ra gói. Chân cho nó có mùa xuân. Cái nhà mình có bưởi nè, có quýt, rồi có dưa hấu để chưng Tết đó cả nhà. Gói á các bạn, cái dây màu trắng nè, nhìn cái bánh nó đẹp, dây lông á. Nếp á các bạn, bên Mỹ á, nếp nó dẻ, ăn cái bánh nó ngon, nó không có lộn gạo vô, ăn ngon. Cả nhà nhiều sức khỏe, gia đình mình có ăn cái món gì trong gia đình đó mình quay cho cả nhà xem cho vui. Nó gói bánh tét được mấy đòn rồi mình cúng ở trong nhà dĩa còn mấy đòn.